Bây giờ trong các gia đình thì đa số là mỗi gia đình là đều ít nhất là có một cái ấm siêu tốc đây như thế này để nấu nước. Đấy. Thì ấm siêu tốc này có hai phần. Phần thứ nhất là cái đế dắt cắm điện vào nguồn điện 220. Thứ hai là phần siêu. Đấy, như cái này là dùng một thời gian thì nó sẽ hay bị trục trặc, không vào điện và không đun được nữa, cho dù là cái phần thân ấm bằng inox vẫn còn rất là tốt, các phần nhựa vẫn rất là tốt. Thế thì nếu mà vứt đi thì rất là lãng phí, bởi vì mua cái này thường thường cũng đổ khoảng 160 nghìn trở lên. Thế ta phải sửa chữa khắc phục để ta dùng tiếp, để tiết kiệm được một thời gian, một ít tiền nữa. Thế thì khi không vào điện thì trước tiên là ta kiểm tra cái đường cái đế này để xem là nó còn thông mạch hay không, cắm được điện không, thì ta phải dùng đồng hồ để đo đo thông mạch. Đây là cái đồng hồ vạn năng, ta xoay về nút ohm nhé, đo điện trở. Một đầu đồng hồ ta cho vào cái một chân của giá cắm. Đây, chân giá cắm là ta đo đây. Đấy, đồng hồ đã thông mạch, đã báo thông mạch này. Thế là cái một đường dây điện là thông này. Đo đường thứ hai. Cũng thông mạch nha các bạn này. Thế là cái này là không hỏng này. Đang ta để sang một bên. Tiếp theo thì ta tháo cái này. Tháo cái này có ba con ốc ở dưới này. Tháo cái đế ở dưới nó ra. Cái bộ phận điện là nó ở dưới. Này rất hay hỏng cái dơ le nhiệt ở dưới các bạn. Dưới này nó có một cái dơ le nhiệt ở dưới đấy. Cái này hỏng. Đấy, mở cái này ra thì đây cái đèn báo này, đèn báo điện này. Ở đây là hệ thống tiếp điện ở dưới và cái dơ le nó sẽ nằm dưới này, dơ le nhiệt dưới này. Ở đây là cái dây mai so này. Dây mai so. Thì ta sẽ đo. Thế còn đây là một cái công tắc. Trên này là một cái dơ le nhiệt nữa. Đấy. Đây là cái ta đo cái dùng đồng hồ vạn năng. Ta đo cái dây mai so này nhé. Khi đo thì ta rút một đầu ra. Đo xem cái dây mai so này nó còn được hay không. Đối với cái siêu này nếu mà cháy dây mai so thì là vẫn đi, còn chưa cháy thì ta còn tận dụng được, ta sẽ sửa được. Đấy, lên số thông mạch nha các bạn nhé. Ba mươi sáu phẩy năm nhân với 200. Đấy, 200 là vậy thì ta sẽ kiểm tra cái hệ thống dơ le. Trước tiên là hệ thống cái dơ le nhiệt ở dưới này nó rất hay bị trục trặc. Kiểm tra hệ thống dơ le nhiệt này thì ta phải rút hết cái rác cắm này ra cho nó đỡ vướng thì mới.
Đây nha các bạn nhé, đây là cái dưa đen nhiệt này. Khi nó nóng thì nó sẽ ấn cái này lên, xong nó qua cái đòn bẩy này thì nó sẽ tiếp điểm, có một cái tiếp điểm ở dưới này, cái ma vít. Giờ cái ma vít nó bị cháy này, nó không tiếp được điện này. Ta sẽ dùng dụng cụ. Cái gạt để làm sạch. Nếu mà có cái các bạn nào mà có cái rũa móng tay ấy, và cái đấy cái rũa móng tay nó mỏng ấy, đưa vào đây rất nhanh sạch. Sau khi làm sạch thì ta đo nhé. Giờ đo cái chân này với cái đó, với cái cực này, thế là đã đến số nhé. Này là được nhé, đo cái cực bên này. Đấy, thế là được rồi, đây lắp lại. Tra công tắc có thể nó bị cháy, hỏng công tắc. Cái ma vít này nó thường thường những cái tiếp điểm tiếp điện mà nó tiếp điểm nó nhỏ như thế này là nó rất hay bị cháy, nó đánh lửa cháy các bạn. Cho nên là khi mà có một cái siêu hoặc bất cứ một cái dụng cụ điện nào mà dùng dưa ke tiếp điểm như này thì ta nghĩ ngay đến là cái vấn đề cái tiếp điện này nó không tiếp nữa thì ta sẽ tháo ra ta sửa, chứ còn toàn bộ cái đồ dùng của chúng ta thì nó chưa thể hỏng được, dùng thời gian ngắn nó chưa thể hỏng được. Thank you.
Được rồi, như vậy là ta đã sửa xong. Mà nói đúng ra là chỉ là vệ sinh các dơ le là cơ bản thôi, chứ còn thì nó cũng chưa hỏng một cái gì cả. Đấy, vệ sinh. Bây giờ cắm điện nhé. Vậy là ta đã lắp xong. Giờ cắm điện này. Đấy, cắm cái này vào nguồn điện. Thử đây. Đấy, đèn đã báo sáng. Ở trong này tôi đã cho một ít nước. Sâu đây là nhảy này, nhảy điện ngắt ấn xuống này các bạn xong à, thành công. Nếu mà nhà các bạn có cái ấm đun nước ở cái dạng như thế này thì các bạn cứ tháo ra vệ sinh lại hai cái dơ le như vậy là sẽ phải sử dụng tốt. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.